Chiều nay, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho đảng viên Nguyễn Thị Kỹ thuộc Đảng bộ xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa. Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Kỹ, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Trung Kiên bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp công hiến của đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các đảng viên. Đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Kỹ mà còn là của Đảng bộ. Đồng chí mong muốn đảng viên Nguyễn Thị Kỹ luôn giữ gìn sức khỏe tốt, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương Hạ Hòa ngày càng phát triển.